Hello hello, chào mọi người, mình là Thương từ blog Yogi Travel. Chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Travel của Thương Bình. Và bài tập hôm nay là bài tập tập trung vào phần hông, phần hip như thế này của mình. Thì mình sẽ không dạy cho bạn cách xoạc ngang, xoạc dọc liền đâu. Tại vì cái đó nó thuộc về cái... Có một số người, người ta dẻo bẩm sinh, người ta sinh ra cơ địa đã dẻo thì nó xoạc cái là ra rồi. Nhưng mà đa số 90% những người còn lại thì rất là khó để vào được cái xoạc như vậy. Thì bài tập hôm nay không hướng bạn tới là xoạc ngay liền, mà mình sẽ dạy bạn cách kiểm soát cái phần khớp hông của mình. Cách mà bạn mở được và bạn lắng nghe được cái cảm giác cái cơ thể của mình ở phần hông, phần hip như thế này. Thì tập cho phần hông dẻo dai sẽ giúp cho bạn đi đứng thoải mái hơn, đá lên đá xuống, rồi làm tăng cái sức mạnh của cái đùi, cái phần hông, đồng thời làm đỡ đau lưng nữa. Khi mà bạn có một cái hông khỏe mạnh rắn chắc thì nó sẽ trụ được lực của phần thân trên của mình nữa. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Hãy trải thảm ra và tập bài tập cho phần hông của ngày hôm nay cùng với Thương thôi nha. Như thường lệ, hãy ngồi lên trong bất cứ tư thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Hai tay bạn đặt lên gối, mở vai ra. Mình rất là chú trọng cái việc mà liên kết vào cảm giác, vào ý thức, vào hơi thở, vào sự thư giãn một vài nhịp trước khi mình bắt đầu bài tập. Cho nên cố gắng đừng có skip cái khúc này, đừng có bỏ qua cái khúc này nha. Mình chỉ cần ngồi, hít thở, thư giãn, liên kết vào cơ thể mình 5-3 phút trước khi mình bắt đầu thôi. Nào thả lỏng hai vai, đặt hai tay của bạn lên gối. Bạn có thể để ngửa như vậy hoặc để úp như vậy, để khi nào bạn cảm thấy thoải mái là được rồi. Nhẹ nhàng dòng các đốt sống lưng của mình thẳng lên. Nào nhắm mắt lại. Hít vào sâu và thở ra dài. Hãy để khuôn mặt bạn thả lỏng ra. Bạn bắt đầu bằng từng cái hơi thở đi vào qua lỗ mũi của mình và đi ra bằng lỗ mũi của mình. Hít thở chậm rãi một vài nhịp. Mỗi khi hít thở, mình thường tưởng tượng giống như là mình đang đi leo núi. Mỗi cái nhịp hít vào giống như là mình leo lên đỉnh núi, cao lên, cao lên, cao lên nữa. Và ở trên đỉnh núi mình nghỉ lại một chút, ngắm khung cảnh xung quanh. Rồi mình thở ra, mình đi xuống núi, đi từ từ cho tới khi hơi thở của mình kết thúc luôn. Bạn thử áp dụng như vậy coi có dễ hơn không, có dễ chịu hơn không nha. Lên xuống và thư giãn nhịp nhàng. Mình lặp lại một vài nhịp nữa thôi. Sau đó bạn úp nhẹ hai bàn tay lên đầu gối của mình và rướn người về phía trước. Thở ra rướn dài chừng 45 độ bạn giữ lại. Sau đó hít vào bạn nâng lên. Đừng cúi lưng ha, bạn cố gắng giữ cho lưng cảm giác như là một tấm ván thẳng. Úp phía trước, hạ ngực, rướn ngực thôi. Rồi lại nâng lên.
thở ra đổ về trước. Hít vào và nâng lên. Hai nhịp nữa rườn và bạn bắt đầu cảm giác là cái phần hông, phần đùi của mình hơi căng căng lên rồi. Rồi thở ra rườn ra. Sau đó mình nâng lên. Hít một hơi dài. Thở ra. Và bạn mở mắt ra luôn. Bạn hãy chập hai cái bàn chân của mình vào nhau. Đây là tư thế giống như con bướm á. Bạn chập hai bàn chân ha, dùng hai cái tay đan lại, nắm cho hai chân chặt, ép chặt vào nhau. Sau đó bạn đừng cong lưng xuống, ở cái ngực về trước và nhịp hai cái đầu gối lên xuống. Nhịp lên, nhịp xuống cái đầu gối của mình. Mình thấy có một vài người đập bộp 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 cái đầu gối, cái chân dưới sàn luôn á. Thì thực ra nó cũng không quan trọng là mình có đập được dưới sàn hay không đâu nha. Mình chỉ cảm giác là mình có một cái joint, có gọi là cái khớp nổi ở trong cái phần hông của mình á. Mình cảm giác nó đang nhịp nhàng, lên xuống lắc lư mỗi khi mà mình nhịp là được rồi. Không cần cố gắng đập đập nó xuống dưới sàn đâu. Nắm chặt lấy cái tay lên chân này. Mình rườn cái người về trước, ép cái ngực ra, vươn ra. Khi mà bạn ép ngực, bạn hãy đặt cái tâm trí mình vào cái hông của mình. Bạn cảm giác nó đang căng ra không? Cảm giác như là hai cái nó đẩy vào nhau, là bạn căng cái hông ra. Để chéo vào 45 độ, nhắm mắt và cảm giác vào đó. Hít thở dài. Nếu mà bạn tập quen các bài trên kênh YouTube của mình, bạn sẽ thấy là mình rất là đề cao cái việc mà bạn lắng nghe được, cảm giác được cơ thể của mình. Cho nên đối với một vài động tác, hãy chậm rãi, hãy lắng nghe từ từ và tập chậm, đặt tâm trí mình vào động tác nhiều hơn nha. Hít thở dài, bạn nhắm mắt lại, rườn vai về trước, đừng còng lưng. Mỗi lần bạn rạp một chút, bạn thấy nó lại căng lên. Hít chậm. Thở ra. Ba. 2 và 1, bạn nâng lên từ từ, hít vào, lên, bạn kéo hai cái đầu gối của mình vào nhau, kéo vào giữa, lắc qua, lắc lại hai bên. Sau đó mình sẽ mở ngang chân bên phải của mình ngang ra, đạp ngang ra, chân trái của mình kéo sát vào bên trong đùi. Tùy vào cái sự linh hoạt của khớp hông mà bạn có thể mở chừng 45 độ, mở xoạc ra tới 90 độ luôn. Tùy vào cái khả năng mà bạn cảm giác ha. Bây giờ bạn sẽ thấy này, cái thân của mình thẳng, cái chân của mình nằm ở ngay giữa cái gần cái bụng của mình. Và mình sẽ đổ rạp là giống cái người thẳng theo hướng này. Đừng lườn qua bên đầu gối hoặc là đừng lườn qua bên chân nhiều quá nha. Chống hai cái tay về phía trước. Hít vào, rướn ngực, vươn lưng lên. Và thở ra, bạn ép. Bạn đổ chỉ cái mũi chân bên phải của bạn lên trời. Và bạn rớt cái ngực về trước, ép xuống. Phần mông sau sẽ hơi nhấc lên khỏi sàn một chút. Hít vào lên. Bây giờ bỏ tay xa ra chút nữa. Thở ra, cúi xuống. Hít vào lên. Thở ra. Cúi ra về phía trước. Hãy luôn nhớ chỉ mũi chân bên phải của mình lên trời. Lặp lại vài nhịp nha, hít. Thở ra, cúi vươn về trước, nhìn cái ngực xuống. Lên. Rồi cúi rướn về phía trước. Lần này bám cái bàn tay xuống luôn. Bạn thử coi là bạn có hạ được cùi chỏ của tay này, cùi chỏ của tay kia xuống hay không. Bám tay xuống dưới sàn và từ đây ha, kéo ngực vươn về phía trước. Và dùng ý thức mình đẩy cái mông mình rướn về sau. Không cần chạm xuống sàn ha, chỉ là rướn về sau thôi. Mình giữ lại. Hít thở dài. Nếu mà bạn cảm thấy thoải mái hơn nữa, vươn thẳng tay về trước và bạn nằm rạp cả người xuống luôn nè. Từ từ cảm nhận bụng xuống và trán chạm xuống sàn. Sau đó mình sẽ giữ ở đây. Hít vào sâu và bạn thở ra dài.
Nếu bạn đang nằm ở vị trí mà cái cùi chỏ hạ xuống cũng không sao hết à. Cứ giữ cùi chỏ và cảm giác cái độ rướn của lưng dưới, độ căng của cơ đùi bên phải của mình. Nhắm mắt và chậm rãi cảm nhận. Thậm chí nếu như bạn mà không có cái độ linh hoạt ở đây, nó sẽ hơi tê tê ở bên cái đầu gối bên trái của mình luôn á. Rồi chống bàn tay bạn nâng lên, hít vào, lên, mở vai ra, hít vào. Lần này vươn cả hai tay lên trời, rướn cánh tay kéo lên, nghiêng về bên phải của mình nè, bò tay phải qua bắt lấy chân, ép tay trái căng qua, hít vào lên, thở ra nghiêng qua, kéo người dạng, nhấn cái đầu gối bên trái xuống, ép cái chân bên phải xuống, hít, kéo thẳng lên trời, thở ra nghiêng dạng qua. Một nhịp nữa, hít, kéo thẳng rướn lên trời, nghiêng dạng qua. Rồi từ từ bạn vươn thẳng cả hai tay, rướn lên, đạp chân bên trái của bạn thẳng về phía trước. Lúc này hai chân của mình mở 90 độ, chân bên này 90 độ, chân phía trước 90 độ. Hít vào, hai tay bạn rướn lên, mình sẽ nằm rạp về phía chân trái phía trước của mình nè. Quàng tay qua, bắt lấy chân hoặc là nắm lấy cổ chân chỗ nào mà bạn nằm được. Cúi xuống từ từ, thở ra. Cúi xuống từ từ, thở ra. Cả hai cái mũi chân đều chỉ lên trời, cho tới khi bạn có thể rạp được tràn xuống luôn nếu được. Nếu không thì cứ giữ ở đây và rướn cái vai về phía trước. Hít thở dài. 5 4 3 2 và 1. Vươn hai tay mình lên trời, hít vào. Bạn rướn người vươn lên, bạn sẽ xoay về giữa nè, rướn căng cái người lên. Bạn sẽ thấy cái phần giữa này của mình ha. Rướn lên, mũi chân chĩa lên. Bây giờ mình cúi xuống, xuống từ từ, xuống từ từ. Nếu bạn chỉ bám được tay thôi thì bám tay. Nếu bạn bám được cả cái cùi chỏ xuống thì hạ cùi chỏ xuống luôn. Và rướn người về phía trước, cái mũi chân bạn chỉ căng lên. Khớp háng của mình bắt đầu căng, hít thở dài. 4, giữ chống tay thì bạn giữ đây nè. 3, 2, bây giờ nếu được nữa bạn bò tay qua nắm lấy ngón chân. Cả hai tay đều nắm lấy cả hai ngón chân cái. Ép xuống một chút, thở ra. Ép xuống một chút, thở ra. Rớt cái lồng ngực, rớt lồng ngực nha, đừng còng lưng. Mình không có còng lưng mình như vậy hả, mình trườn về trước nè. Đẩy xuống, xuống, nếu mà dịu nữa bạn nằm rạp xuống, còn không bạn cứ giữ đây cho mình. 5, 4, 3, mỗi lần thở ra xuống một chút. 2, và 1, nếu được lật từ từ lên, còn không thì chống tay rồi nâng lên. Lên, lên, nâng người. Ngồi thẳng lưng lên, lần này bạn đạp cả hai cái mũi chân căng ra. Hai mũi chân bạn đạp, đạp ra, chỉ mũi chân xuống, bạn quạt tay bên trái của mình ra phía sau, chống thẳng hàng với mông. Từ cái vậy này, mình sẽ dùng lực từ mũi tay và đẩy cái mông của mình cao lên. Đồng thời tay phải mình vươn theo mang tay nha. Hai, bạn đạp chân, hít vào, lên, rướn người, ưỡn lưng, nhìn lên. Thở ra hạ xuống, xuống, xuống. Nhịp thứ hai, đẩy cao cái phần bụng, nhấn mông lên nè. Hít vào, lên, lên, lên. Thở ra, xuống, xuống, xuống. Nhịp thứ ba, hít vào, đẩy mông cao lên, rướn lên, nhìn theo tay. Thở ra, xuống, xuống, xuống. Hai nhịp nữa, hít vào, hai, ba, lên, lên, lên. Rồi hạ xuống, xuống, xuống. Nhịp cuối cùng mình làm hướng bên này, mọi người có dễ nhìn hơn không? Hít vào, lên, 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 rướn lên. Rồi từ từ hạ xuống, xuống, xuống và ngồi hết xuống luôn. Khép chân về phía trước, đưa hai tay, lắc lư chân. Mình sẽ đổi qua bên kia. Bạn đóng cái chân bên phải, mở ngang cả chân trái của mình. Cũng như hồi nãy, hãy chĩa cái mũi chân trái lên trời, chống tay về trước và rướn nè, rướn cái đường thẳng phía trước của mình. Không đi hướng nào thì cái người mình rướn hướng đó. Chống ngón tay, vươn người, nhìn xuống, nâng lên, hít vào, thở ra, nhìn xuống,
sâu hơn một chút lên, bò tay xa ra, cúi xuống ép lên. Lần này nếu được, hạ nguyên cái cùi chỏ của bạn xuống, xuống, xuống. Lúc này bạn sẽ thấy là cái người mình nó có xu hướng ẹo qua bên này nè, đừng để nó ẹo qua, quay nó về giữa, ngồi giữ thẳng, chống chặt, trụt vào cái cùi chỏ tay, chỉ mũi chân trái và giữ ở đây, mắt nhìn về phía trước, giữ chặt, hít thở dài. Bạn thấy cái hông bạn hơi căng không? Hít thở dài nào, bò hai tay từ từ về trước. Nếu mà mỏi quá hay là bạn không cảm thấy thoải mái thì hãy giữ ở đây thôi. Nếu bạn cảm giác cái người bạn xuống được nữa, bắt đầu cúi xuống từ từ, lọng hông phía sau ra, cúi xuống, xuống cho tới lúc mà bạn hạ được cái trán của bạn chạm xuống sàn. Mình sẽ giữ đây, cái mông phía sau mình sẽ hơi nhấc lên khỏi sàn một chút nha. Hít thở chậm, bàn tay bám ra, mông chỉ về phía sau, ngón chân trái chỉ lên trời. Hít thở dài, nào hai hơi thở nữa thôi. Sau đó mình nâng người mình lên trở lại, rồi và lùi lên, lùi tay vào sau, nâng lên, lên, lên. Bạn giữ nguyên cả người ngồi, vươn hai tay lên trời, hít vào, nghiêng về bên trái của mình, rướn ra, kéo lươn, ép tay phải vào, hít vào, vươn lên, thẳng người, thở ra nghiêng và giãn qua, hít, thở nghiêng qua và hít, vươn lên, bạn thở nghiêng qua. Nhịp cuối cùng, bạn hít, vươn lên, sau đó thở nghiêng hết qua. Nếu được, bạn giữ đây một chút ha, xoay mặt nhìn lên trời, rướn qua, rướn qua. Và hít vào, vươn hai tay, kéo lên, đạp thẳng cái chân bạn bên phải về phía trước này. Lúc này, mở ra 90 độ, chân trước 90 độ, chân ngang 90 độ. Xoay mặt về phía chân bên phải của mình, rướn lên hít, cúi xuống, đạp và thở dài. Cho tới khi bạn nắm được lấy cái chân, cúi xuống từ từ, thở ra, đừng còng lưng ha, ở cái ngực về trước. Có thể là bạn ở đâu đây thôi cũng được, hoặc là bạn xuống được tới đây, xuống được tới đây, hoặc là xuống hoàn toàn xuống chân, tùy theo khả năng mà mình tập theo cái cảm giác cơ thể của mình. Mình sẽ giữ đây cho dễ chịu chơi với mọi người, dễ nhìn ha. Rướn lưng, vươn ngược ra, hít vào, thở dài, 4 3 xuống một chút, 2 và vươn lên trời, hít vào, cả hai tay bạn rướn, vươn lên. Bây giờ chống về cái điểm giữa của đó, 90 độ này, 45 độ nha. Hít vào, rạp về phía trước, thở ra. Nếu mà bạn dẻo, bạn sẽ giữ được như vậy. Nếu không thì chỉ cần hít vào, bò bò tay, rướn, 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 bò bò về phía trước. Và vẫn chỉ hai cái mũi chân này căng lên nè. Nếu được, úp cái cùi chỏ tay dưới sàn. Nếu được nữa, vươn thẳng tay và nằm ép xuống, ép cái ngực, và mình rớt trán xuống luôn. Bám bàn tay dưới sàn, bạn rướn, giữ chặt. Không được thì chỉ cần giữ ở đây thôi ha. Rồi nghĩ ngược về phía trước, hít, thở ra dài. Cái hông của mình nó đang căng lên đó bạn. Bạn đem cái cảm giác vào đó nhiều hơn. Lúc mà nó căng á, bạn phải lỏng nó ra. Nó gồng lên, cảm giác như người mình rút lại á, thì bạn mềm nó ra, lan nó ra, thì nó sẽ đỡ mỏi hơn và nó xuống được sâu hơn. Một nhịp nữa nha. Đối với những bạn đang bàn tay, hãy cố gắng nhìn nó xuống một chút, rạp cái ngực xuống một chút. Cái ngực mình bị dính cái micro rồi. Rạp xuống, thở ra. Nếu được mình rạp tràn xuống luôn. 2, 3, 4 nào, vươn tay lên trời, hít vào, lật người, rướn lên và gỡ tay ra. Bạn chống tay phải của bạn thẳng hàng với mông phía sau này, bám bàn tay, xoay bên này mọi người dễ nhìn hơn. Rồi, bám bàn tay về sau, bắt đầu chỉ cái mũi chân đạp xuống như là chỉ mình múa ba lê vậy đó. Mình trụ chắc vào tay, lật lên hà, kéo từ mông lên này, hít vào, lật,
tay trái nhìn theo rướn theo mang tay nhìn ra sau. Thở ra, hạ mông xuống, tập trung vào hông hà, hít vào. Nhịp thứ hai, đợi rướn uốn cong lên. Thở ra, hạ xuống. Nhịp thứ ba, hít vào, đợi vuốt rướn căng lên. Thở ra, hạ xuống cho tới khi bạn có thể bấu được cái ngón chân dưới sàn luôn. Nhịp thứ tư, hít vào, lên lên và hạ xuống. Nào nhịp cuối cùng, hít vào, tay bám chắc, đợi rướn lên, vươn cánh tay dài ra. Rồi hạ xuống, thở ra. Sau đó bạn quay về trước và lại chập hai bàn chân bạn vào. Nhịp lên xuống hai cái đầu gối của mình. Và mình sẽ đẩy lên tư thế chó úp mặt duỗi mình. Hai bàn tay bạn chống, đầu gối bạn đưa về phía sau. Vào tư thế 4 điểm, lắc lư nhẹ nhàng, xòe bàn tay ra. Cảm giác được cái sự liên kết của bàn tay bạn với mặt sàn. Bạn lắc hông, lắc vai nhẹ nhàng. Từ đây, bạn nhón chân, đẩy về đào đó. Bạn hết ra sau, đẩy dài người. Kéo căng lưng về sau, thở ra. 2, 3, 4 và 5. Bạn bước chân bên trái của mình ra ngoài bàn tay trái. Mình làm chân trái trước để mà gần camera mọi người dễ nhìn. Hạ đầu gối chân sau xuống, úp mu bàn chân sau xuống sàn. Bạn có thể lùi cái đầu gối bên phải ra phía sau một chút xíu nè. Cảm giác là hông đang nằm dưới sàn rồi. Bạn lắc hông, lắc qua hai bên. Giữ cái chân sau trượt ra sau ha. Bạn nhìn thẳng về trước. Từ từ bạn khuỷu cái cùi chỏ xuống một chút cho tới khi bạn hạ được cùi chỏ của tay phải chạm xuống sàn. Thì cái cơ đùi bên này rất là căng. Nếu mà mỏi quá bạn chỉ cần giữ ở đây thôi. Nếu được nữa bạn rời cái cùi chỏ tay trái và cả hai cùi chỏ tay đều nhìn xuống sàn. Nhấc cái vai lên nhìn về phía trước. Giữ lại. 5 4, bạn đừng để ngửa cái chân ra quá nhiều ha, úp nó lại. 3 2 và chống lên, chống tay bên kia. Nâng lên, úp chặt chân sau, lần này để mới lật ngửa chân ra. Ngửa cái bàn chân, tay trái đặt lên đầu gối, bắt đầu xoắn. Xoắn người bạn nhìn ra phía sau, nhìn thấy cái ngón chân phía sau của mình. 1 2 3 4 và 5, cúi xuống sàn, chống bàn tay. Nhón mũi chân sau, bạn nâng đầu gối sau, rút về down dog. Đẩy ra sau, lắc lư hông, nhịp cái gối giãn ra. Sau đó mình sẽ đổi bên. Bạn bước chân bên phải ra ngoài bàn tay phải của mình. Hạ đầu gối sau, chạm xuống sàn. Bám tay chân, úp mu bàn chân sau. Bạn rời mắt nhìn về phía trước. Hít vào dài, thở ra. Sau khi bạn cảm thấy thoải mái, hạ cùi chỏ tay trái của bạn chạm xuống sàn. Nếu được nữa, hạ cùi chỏ tay phải xuống luôn và trượt hẳn cái chân phía sau ra. Nhìn về phía trước, đạp chắc chân bên trái phải của mình. Hít thở dài, thấy cái cơ đùi bên phải đang căng lên. 5 4 3 2 và 1, nâng người lên, bám tay. Nâng lên, chống thẳng tay nhìn về phía trước. Chống cố định tay trái, lần này ngửa chân phải ra một chút. Đặt tay phải lên gối, xoay người bắt đầu vặn, xoắn và nhìn về phía sau. Xoay mặt nhìn vào mũi chân sau. Xoắn người ra, hít thở dài. 5 4 3 2 và 1, chống bàn tay. Mình rút về tư thế chó úp mặt nha. Nâng đầu gối sau, rút chân trước, duỗi về phía sau. Lắc lư nhẹ hông và vai. Bạn đẩy lưng ra và thở dài. Sau đó mình sẽ vào tư thế con bồ câu. Hai tay bám chắc, mình lại làm chân trái trước. Đưa đầu gối trái về dưới cổ tay trái của mình. Đầu gối trái, cổ tay trái ha, nằm ngay ở đây. Bạn liên kết được cái cục này với nhau. Úp chân sau, trượt ra phía sau. Bây giờ mình sẽ có rất là nhiều option cho bạn. Thứ nhất nè, nếu mà bạn cảm giác cái hông bạn dẻo, bạn hãy để ngang cái chân này 90 độ này. Đây là 90 độ nha. Xoay về bên này cho mọi người dễ nhìn.
Nè, ngang nghĩa là 90 độ này ha. Còn nếu mà bạn cảm thấy không thoải mái và thường là rất là nhiều người ở ngoài tập mình thấy mọi người để vậy nè, thì hơi gần quá ha. Nếu không thoải mái thì để 45 độ thôi. Ở chéo chéo ở đây nè. Nha, tùy vào cái cảm giác khớp hông của mình mà mình để ngang 90 độ hay là để 45 độ. Rồi, bây giờ với mình thể để 90 độ và mình úp, đừng để nghiêng nó qua bên đùi bên trái quá. Úp nó xuống cái đùi phải, rớt cái hông xuống. Úp chặt chân sau và nhìn về phía trước, mình chống tay này, rướn cái người lên. Cái tay mình hơi ngắn nên mình phải dùng ngón tay. Nếu tay bạn dài hơn, bạn úp cái tay xuống dưới sàn và đẩy cái người lên. Nhìn về phía trước. Hít vào. Thở ra, một chân kéo về sau, đặc biệt là cái đùi bên phải của mình nó sẽ hơi căng. Rồi mình cúi từ từ về trước. Rướn ra, bám bàn tay xa ra. Sau đó hạ cùi chỏ xuống, hạ cùi chỏ bên kia xuống. Trượt chân ra sau, nhìn thẳng về phía trước của mình. Nếu mà bạn cảm thấy vẫn còn xuống được nữa, bỏ thẳng hai cái tay ra và bắt đầu rạp xuống, xuống xuống cho tới khi trán của mình chạm xuống sàn luôn. Đây là cái tư thế con bồ câu, hít thở sâu. Tay bạn vươn về trước, chân bên phải của bạn trượt ra sau. Cái phần chịu lực nhiều nhất có thể là cái phần hông bên trái của bạn đó, nó rất là căng. 2 3 4. Và kéo tay lại gần cái khuôn mặt của mình. Nâng lên như hồi nãy này, hít vào. Lên. Sau đó bạn quạt cái chân phía sau ra trước này, bắt đầu ngồi lên mông trái. Quạt chân sau, gác cái chân này lên chân bên kia, gác thành 90 độ luôn nè. Cái chân bên trước 90 độ, chân bên phải cũng gác lên 90 độ. Dùng tay, một tay đẩy lên chân bên này, tay đẩy đầu gối. Bạn rướn về trước, rướn ra, rồi nâng lên, hít vào, rướn ra, nâng lên một nhịp nữa, hít vào, vươn ra. Sau đó mình nâng lên và mình quay lại tư thế chỗ mặt, rồi mình đổi qua bên kia. Chéo chân, chống tay, bạn nhón mũi chân, lùi về tư thế chỗ mặt duỗi mình. Từ vị trí chỗ mặt duỗi mình sẽ đưa chân bên phải lên, đặt vào dưới cổ tay bên phải của mình. Và như hồi nãy, úp chân sau, bạn có thể vắt để 45 độ hoặc là vắt ngang lên 90 độ. Ngang thẳng hai cái tay này, giữ ở đây. Úp cái phần hông qua bên trái, chống tay và bạn nhón mũi tay, bạn rướn cái người lên, rướn lên, cảm giác cái hông mình nó úp xuống dưới sàn, chân sau rướn và kéo cái lồng ngực của mình. Hãy giữ đây vài nhịp. Hít vào dài, thở ra. Hít vào. Rồi mình sẽ bò về phía trước, rướn ra từ từ, rướn nhẹ nhàng, rướn cho tới khi bạn chạm được cái cùi chỏ của mình xuống sàn, hoặc là bạn chạm hết toàn bộ cả người này, tay trườn về trước, bắt đầu nằm xuống từ từ, úp cái trán bạn chạm xuống sàn luôn. Hãy giữ đây 5 nhịp. Hai. 3 4 và 5. Bạn từ từ kéo tay chống về bên cạnh khuôn mặt, nâng lên lần nữa, hít vào, rướn người nâng lên. Sau đó quạt chân bên trái của bạn đưa về phía trước, gác ngang qua chân bên phải và dùng tay đẩy rướn về trước, nâng lên, rướn về phía trước, rạp xuống, rồi nâng lên một nhịp nữa, bạn rướn người, sau đó nâng lên luôn và bạn gỡ hai chân ra, chập hai bàn chân của mình vào nhau và nằm ngửa hoàn toàn, nằm rớt cái người mình xuống sàn luôn. Hai bàn chân bạn chập vào tư thế con bướm, nhịp hai chân. Bạn đưa tay ra sau đầu, tay này nằm lấy cái cùi chỏ tay kia, kéo nó lên rồi ủng nó xuống, ép nó xuống sàn, ép về phía sau đầu của mình. Và mình giữ ở đây vài nhịp.
Nếu bạn cảm thấy cái hông không thoải mái, hãy nhịp lên, lên xuống, bạn có thể ấn cái thắt lưng xuống rồi nấc lên, ấn thắt lưng xuống rồi nấc lên và thả lỏng ở đây một vài nhịp. Hít vào dài, thở sâu dài ra. Sau đó bạn từ từ khép hai đầu gối lại, khép vào trong, lắc lư hai cái gối qua hai bên và úp hai bàn tay xuôi theo người. Lần này bạn giữ chân trái vẫn co, bạn đá chân bên phải của mình lên trời. Mình thấy cái động tác này có với một số bạn mới sẽ rất là khó ha, cho nên bạn rướn cái tay, bạn có thể khuỵu đầu gối một chút cũng được và kéo nó xuống ở đây. Nếu mà bạn dẻo hơn thì bắt đầu thẳng chân ra, kéo sát nó vào mặt của mình, kéo từ từ, vừa kéo kéo vừa lắc lắc. Sau đó bạn trượt thẳng chân bên trái ra. Lúc này bạn thấy là chân trái trượt xuống sàn và chân phải chỉ lên trời. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, kéo xuống từ từ này, kéo xuống nâng lên, kéo xuống nâng lên. Rồi nếu mà những bạn nào có thể dẻo hơn, bạn có thể nắm lấy cái gót chân và kéo sát nó vào luôn. Nếu không thì bạn chỉ cần giữ ở đây thôi cũng được, hoặc là khuỵu cái gối một chút ở đây cũng được nha, không sao hết, giữ chặt ở đây. Đa số mình thấy là mọi người chỉ làm ở cái mức này thôi nè, kéo ở đây thôi. Sau đó bạn rời tay trái da ngang ra, úp xuống sàn, từ từ nắm lấy phía mép trên của chân phải và quạt ngang nó về bên phải của mình, rớt xuống từ từ cho tới khi mà nó chạm xuống sàn luôn. Ôi mình bị đụng cái chậu cây. Cho tới khi nó đụng xuống sàn luôn, bạn xoay mặt về trái và mình sẽ giữ ở đây. Nếu mà bạn chưa thẳng được chân, hãy khuỵu đầu gối bên phải của mình xuống. Một nhịp thở nữa thôi, hít vào. Rồi mình nâng lên, bầu cả chân đá lên trời trở lại. Mình xoắn ngược về bên trái của mình, dùng tay trái nắm lấy đầu gối, ép xuống sàn vặn qua. Và xoay mặt của mình về bên phải. Sau đó mình nằm ngửa người ra lại, thẳng người ra, đạp hai cái đầu gối lên trở lại, lắc lắc cái hông về hai bên. Sau đó bạn đá chân bên trái của bạn lên trời, bắt lấy chân, tùy ha, bạn có thể khuỵu gối hoặc thẳng gối, giữ thẳng cái chân ở đây, kéo kéo sát vào. Khi nào cảm thấy thoải mái, cảm thấy lưng thoải mái rồi, bạn đạp thẳng chân bên phải của mình ra và từ từ kéo cái chân trái vào sát người, kéo sát vào, kéo từ từ, cảm giác nó giãn gần về mặt từ từ ha. Bạn có thể chỉ cần giữ ở đây thôi nào, hoặc là giữ thẳng ở đây là được rồi. Mình giữ ở đây, hít vào dài, thở ra. Hít vào sâu, mình thở ra sâu. Một nhịp nữa, bạn hãy cảm giác là cái cơ đùi bên trái phần này nè của mình nó đang rất là căng ha. Sau đó bạn nắm lấy cái chân và mở ngang tay phải ra, rồi mình quạt ngang ra nè, xuống từ từ, xuống 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 cho tới lúc mà cái chân bạn chạm xuống sàn luôn. Xoay khuôn mặt về bên phải của mình và giữ ở đây. Một nhịp thở nữa, hít vào. Bạn nâng lên, nhẹ nhàng bắt cái chân, khuỵu đầu gối, kéo qua bên phải, dùng tay phải nắm lấy chân, bắt đầu vặn chân về phải và vươn vai bạn về bên trái. Rồi nhẹ nhàng mình quay về giữa thảm và thẳng chân ra. Hai tay bạn đan lại, vươn qua quả đầu, kéo căng từ mũi chân tới mũi tay. Rồi giờ nắm hai tay,
rớt xuống sàn và lỏng thắt lưng, rớt chân xuống sàn. Nào thả lỏng toàn bộ người, mình nghỉ trong tư thế thả lỏng một vài nhịp trước khi mà mình kết thúc bài tập. Hít vào dài và thở ra sâu và dài. Hãy tưởng tượng lại cái bài leo núi mà bắt đầu mình tập. Hít vào ha, bạn từ từ kèo cao lên, hơi thở bạn đi cao lên, làm căng lồng ngực, làm căng bụng của mình lên. Thở ra từ đỉnh núi, bạn nhẹ nhàng hạ xuống, 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 cho tới khi hết khí, đẩy sạch sẽ hết khí ra thì bạn lại bắt đầu. Nào mình hãy hít vào một hơi dài và buông lỏng, thở dài hết ra. Kéo hai đầu gối khuỵu lại, bạn dùng tay ôm gối vào ngực, lắc lư thắt lưng của mình nhẹ nhàng. Sau đó bạn nằm lấy ngón chân cái mình vào tư thế happy baby, khuỵu đầu gối nhìn chân xuống sàn, nhìn cái đầu gối xuống sàn và lắc qua lắc lại phần hông, phần vai. Rồi mình khép hai gối, nghiêng hết hoàn toàn về một bên, chống tay và mình nâng người ngồi lên. Mở vai ra và ngồi thẳng lưng lên. Nhắm mắt lại và mình hít một hơi dài. Rồi thở dài ra và bạn mở mắt ra luôn. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập mở khớp hông vừa rồi. Có thể sau bài này bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái phần khớp hông, hoặc là sẽ hơi căng căng ở cơ đùi một chút nha. Nhưng mà sẽ không sao đâu, cái khớp này nó có thể xoạc tới 360 độ thẳng băng lận. Thì đừng cố gắng xoạc ngay liền, hãy tập từ từ để lắng nghe vào cơ thể, để cảm giác cơ thể mình dần dần. Giống như là một số chị ở trong lớp yoga của mình á, mấy chị không có cố gắng để tập cái động tác này, nhưng mà sau một vài năm, cái một ngày xoạc ra cái là nó tự giãn ra luôn, không cần nhịn, không cần ép, không cần phải dùng dây, không cần kéo gì hết. Thì cứ tập từ từ nha. Quay lại là dục tốc bất đạt, mình tập chậm và lắng nghe cơ thể mình thì dần dần cái gì tới nó sẽ tới thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Nhớ bấm nút đăng ký, like, share cho kênh YouTube của mình. Bye bye mọi người.